kinh nghiệm mình đấu với Godzilla kia, wow, rất là ngầu, oh, rất quyết liệt, wow. Oh, trời ơi, ông ta có cứu khủng long điện lực Phosphorus đang làm gì nè? Wow, anh ta đang làm gì vậy? Oh, anh ta đang tìm thấy những con thú mà những chú khủng long này ăn cỏ kìa. Wow, anh ta tóm lấy tất cả. Wow, anh ta đang tóm lấy tất cả kìa. Wow, anh ta tìm thấy một cái đầu khủng long T-Rex khổng lồ. Oh, anh ta đã hạ gục rồi. Wow, rất lợi hại. Wow. Wow, có rất nhiều những con thú ở đây, cùng nhau xông phá xem nào. Wow, đầu tiên là một chú voi nè. Một chú voi trưởng thành với cặp nghè rất to lớn nha. Wow, một chú voi elephant. Wow. Chú voi của chúng ta kìa, wow, rất to lớn và rất ngầu luôn. Anh bạn voi, wow. Tiếp theo, wow. Ở đây chúng ta có gì nè? Oh, anh bạn Bachisaurus. Wow, khủng long Bachisaurus là một loài khủng long đầu cứng nha. Wow, khủng long Bachisaurus đầu cứng nha. Wow, đầu rất là cứng như bọc thép vậy. Wow, anh ta đang bước ra từ công viên Kizura kia, rất điềm tĩnh. Oh, còn đây là một chú hù cao cổ rất thích ăn cỏ và lá cây. Wow, một chú hù với chiếc cổ siêu dài. Wow, hù cao cổ với chiếc cổ siêu dài đang đứng kế chú voi kìa, rất cao luôn. Wow, tiếp theo đây là một anh bạn khủng long ăn cỏ Brachiosaurus. Wow, anh ta rất thích ăn cỏ nha, và anh ta coi cổ cũng siêu dài luôn, một trong những loài khủng long to lớn nhất trong kỷ Jura. Oh, một anh bạn Brachiosaurus nữa. Wow, những chú khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha. Wow. Chính xác, mình bạn Brachiosaurus đang dạo bước trong công viên kỷ Jura kìa. Oh, wow, anh bạn đang chạy rất là nhanh lại đây. Oh, anh ta không ai khác chính là Parasaurolophus. Wow, khủng long Parasaurolophus chạy rất là nhanh, xuất hiện trong Jurassic World Domination. Wow, Parasaurolophus đang bước ra được công viên kỷ Jura kia. Wow, tiếp theo chúng ta sẽ khám phá bên trong cái đầu khủng long khổng lồ này có gì nhé. Wow, rất là to luôn. Wow, đầu khủng long khổng lồ các bạn ơi. Wow. Wow, bên trong có gì kìa, cùng nhau khám phá xem nào. Wow. Oh, một anh bạn khủng long thằng lăng Dimetrodon, một loài khủng long có cái vây lưng rất to, giống như là một chú thằng lằn khổng lồ bò sát vậy. Wow, anh ta rất thích những bãi cát và phơi mình dưới nắng nha. Đi Metrodon để bước ra từ công viên Kizura kia. Wow, oh, kinh công các bạn ơi, rất lợi hại. Wow, kinh công đang đối mặt với Indominus Rex kìa. Wow, chung lòng thằng mồi Indominus Rex đã hạ gục kinh công rồi. Indominus Rex một trong những loài khủng long đột biến rất lợi hại trong Jurassic World nha. Wow, Indominus Rex kia rất ngầu. Wow, một anh bạn khủng long rất ngầu không kém. Đây là một anh bạn khủng long tai vảnh Ganotaurus. Wow, khủng long có đôi tai rất là thính. Những anh bạn Ganotaurus kìa. Wow, rất thầm hố. Còn đây là một chú khủng long Spinosaurus. Wow, khủng long Spinosaurus nha. Anh ta kìa rất ngầu. Wow. Tiếp theo là một anh bạn khủng long cá Plesiosaurus. Một anh bạn khủng long bơi lặn dưới nước rất giỏi và thích ăn những chú cá. Wow, xuất hiện cách đây 65 triệu năm nha. Plesiosaurus. Wow, đang bơi lặn kìa. Đang bơi trong hồ nước của công viên kỷ Jura kìa. Còn đây là Lion, sư tử, chúa tể sơn lâm. Wow, đối mặt với chúa tể rừng xanh. Wow, sư tử kìa. Wow, còn đây là một anh bạn hổ Tiger. Wow, rất ngầu. Hai chú
săn mồi hàng đầu, ho nha mèo đối mặt với nhau kìa, rớt ngầu. Wow, sư tử đối mặt với lại hổ. Wow, rớt ngầu luôn. Wow, chú hổ của chúng ta kìa. Wow, rớt ngầu, rớt ngầu. Wow, còn đây là một anh biển Amagasaurus nha, khủng long Amagasaurus. Wow, khủng long Amagasaurus đến từ Jurassic World. Wow, rất hiền lành, một loài khủng long ăn cỏ, có cái gai lưng như là những cái gai vậy. Wow, Amagasaurus. Wow, rất ngầu luôn. Oh, anh ta đang bước ra từ công viên kỹ Zura kìa. Wow. Oh oh, còn đi, rất ngầu, rất lợi hại, đến từ Jurassic World Domination. Theginosaurus. Wow, chú khủng long là tiêu diệt Giganotaurus. Oh, rất lợi hại nha. Wow, Theginosaurus. Wow, bộ môn vũ của anh ta rất to kìa. Còn đi, một trong những loài khủng long bay lượn giỏi nhất trong kỷ Jura. Wow, anh ta đang bay lượn kìa. Khủng long thằng bay Bentanodon nha. Wow, khủng long thằng bay Bentanodon với sải cánh rất to, khả năng bay lượn và tìm kiếm con mồi cực kỳ lợi hại. Oh, xem ta kìa. Còn đây, wow, hàm răng rất là khỏe luôn, một chú khủng long cá sấu Mosasaurus. Wow, khủng long cá sấu Mosasaurus, một trong những loài khủng long săn mồi hàng đầu dưới đại dương trong kỷ Jura. Anh ta đang bơi lặn kìa, rất to lớn và lợi hại, có khả năng nuốt cả chú cá mập. Oh, một chú khủng long có cái bay lưng như là một cái miếng ngói vậy. Stegosaurus, loài khủng long ăn cỏ có thước rất to lớn và thân hình rất hầm hố. Wow, như những chiến binh đeo giáp vậy. Wow, những cái vây từ đầu đến đuôi luôn. Wow, và cái đuôi rất lợi hại dùng để tự vệ. Oh oh, anh biển Velociraptor Beta nè, nhân vật chính trong Jurassic World Domination. Beta là con của Velociraptor Blue nha. Wow, một giống khủng long đặc biệt đột biến từ phòng thí nghiệm, có khả năng sinh sản vô tính. Wow, Blue and Beta kia, Jurassic World rất ngầu. Oh, một anh bạn khủng long đầu cứng nữa, Bachisaurus. Wow, khủng long Bachisaurus có cái đầu rất cứng như bọc thép hoặc là đội nón bảo hiểm vậy, giúp cho anh ta tự vệ. Wow, một loài khủng long ăn cỏ nhanh nhẹn. Wow, rất nhanh nhẹn. Wow, và cái đầu cứng giúp cho anh ta xuyên thủng những bức tường. Oh, còn đây là một anh bạn siêu hải cẩu đến từ vùng Bắc Cực nha, chung quê hương với những chú gấu Bắc Cực. Wow, anh ta có năng biểu diễn xiếc nữa, rất là dễ thương và thân thiện, những chú hải cẩu. Oh, chú hải cẩu đang đứng đối diện với anh bạn chim cánh cụt đang đi lon ton kìa. Wow. Oh, hải cẩu gặp Godzilla sợ quá bỏ chạy rồi các bạn ơi. Wow, Godzilla, Ultimate Godzilla, chú khủng long có khả năng phun ra quang điện cực kỳ lợi hại. Wow, rất lợi hại, Godzilla. Oh, Kotirosaurus. Wow, một giống khủng long giống như là Parasaurus, nhưng mà anh ta có cái màu ở trên đầu. Oh, anh ta bước từ công viên kỹ Jura kia. Wow. Oh, còn ở đây có rất nhiều con thú và những view khủng long nữa nè. Wow 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 wow, anh bạn đang di chuyển này là một chú khủng long Spinosaurus. Wow, khủng long ăn cá Spinosaurus có kích thước cực kỳ to lớn nha. Anh ta có thể hạ gục cả Indominus Rex đó, rất lợi hại. Wow, Spinosaurus rất to lớn, thích sống như những vùng đầm lầy. Wow, anh ta kìa, quá là to, quá là ngầu luôn. Wow, anh bạn đang di chuyển này là ai đây? Một chú cá sấu Crocodile. Wow, một chú cá sấu với cái hàm răng rất to và những chiếc răng sắc nhọn kìa. Wow, mình bạn cá sấu màu xanh. Wow, anh ta đang đi đến cái vũng đầm lầy kìa, rất lợi hại anh bạn cá sấu. Oh, còn đây là một chú tê giác hai sừng Rhino đến từ châu Phi, Africa. Wow, anh bạn Rhino của chúng ta rất ngầu luôn kìa. Wow 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 wow, thân hình cực kỳ săn chắc và khỏe mạnh nha. Ồ, anh bạn tê giác của chúng ta kìa. Wow, anh ta đang làm gì vậy?
Raytoshiro, một chú khủng long thằng lăng bay đến từ Jurassic World. Wow, nhìn xem ta kìa, gương mặt rất hầm hố, đang có cánh bay kìa. Wow, đang bay lượn, rất ngầu luôn. Wow. Godzilla xuất hiện rồi, anh ta làm gì vậy? Wow, chú khủng long đối mặt với Godzilla. Wow, Godzilla đang nạp năng lượng. Wow, anh ta dùng cái đuôi của mình tấn công. Wow, và chú khủng long của chúng ta đã bị hè gục rồi. Wow, rất lợi hại. Shin Gorilla, khủng long Godzilla núi lửa. Wow, Godzilla rất lợi hại, đến từ vùng núi lửa. Shin Gorilla, mình bèn khủng long cá sấu di chuyển rất linh hoạt và hàm răng cực kỳ to lớn kìa. Mosasaurus, khủng long cá sấu đến từ Jurassic World. Wow, anh ta có thể bay lên mặt nước rất cao để ấp lấy con mồi. Còn anh bạn này, Ultimate Gorilla. Anh ta là Space Godzilla. Wow, Godzilla đến từ vũ trụ các bạn ơi. Space Godzilla rất lợi hại luôn. Wow, còn đây là anh bạn Stegimolov nha, một anh bạn khủng long đầu cứng, một giống khủng long ăn cỏ, nhìn khá giống Bachisaurus, nhưng mà anh ta có những cái sừng ở phía sau óc nha. Wow, phần đầu rất hầm hố như là đội một cái muỗng, cái nón sắt vậy. Anh ta đang đối mặt với Dilophosaurus, khủng long hang man kìa. Anh bạn Dilophosaurus coi với những ngôi sao điểm xuyết trên mình rất đẹp, rất ngầu luôn. Wow, hai anh bạn đối mặt với nhau rất căng thẳng. Wow, Stegimolov đối mặt với Dilophosaurus kìa. Wow, con đi, một chú gấu trúc Benda đến từ Trung Quốc, China. Wow, mình bạn rất thích ăn lá cây và thích ngủ nha. Những chú gấu trúc cực kỳ hiền lành luôn. Wow, anh bạn gấu trúc của chúng ta kìa. Wow, anh ta đang vẫy tay chào. Con đi, một chú cá voi sát thủ. Ok, đến từ những vùng nước sâu với khả năng nuốt trọn con mồi, điển hình như là loài cá mập là con mồi ưa thích của anh ta. Wow, rất lợi hại, cá voi sát thủ đang nằm nghỉ ngơi kìa. Wow, lại là một anh bạn Stegimolov nữa. Wow, khủng long đầu cứng Stegimolov chạy rất là nhanh nha, có khả năng xuyên thủng những bức tường cứng nhất. Wow, với cái đầu bọc thép của mình. Anh ta di chuyển rất nhanh luôn kìa. Wow, rất lợi hại. Stegimolov đang bước ra từ công viên kỷ Jura kìa. Wow, những anh bạn là đội một cái giáp vậy. Còn đây là ai? Một anh bạn, một anh bạn khủng long gì đây? Khủng long Carnotaurus. Khủng long Carnotaurus. Carnotaurus hai gục cặp T-Rex luôn kìa, rất lợi hại. Còn đây, một anh bạn Parasaurus, khủng long ăn cỏ di chuyển rất nhanh và sống theo bầy nha. Những bạn Parasaurus xuất hiện trong phần intro của Jurassic World Domination đây. Wow, rất ngầu. Người ta đang di chuyển kìa, rất to lớn. Còn đây lại là một anh bạn King Kong nữa. Wow, gương mặt của anh ta đầy sự giận dữ. Đừng xa, Legendary Godzilla đã xuất hiện rồi. Wow, hai anh bạn đấu nhau rất kịch liệt. Wow, Godzilla và King Kong không hẹn mà gặp ở đây. Wow, rất lợi hại. Wow, hai anh bạn đối mặt với nhau rất kịch tính. Rất ngầu luôn kìa. Còn đây là ai? Một chú Triceratops, khủng long tê giác ba sừng nha. Triceratops là một loại khủng long ăn cỏ, nhìn giống như là những chú tê giác, thân hình rất cơ bắp luôn. Triceratops của chúng ta. Còn đây là ơi, một anh bạn Mycasaurus. Mình bạn khủng long lắc lư cái đầu. Mycasaurus di chuyển rất nhanh, một loài khủng long săn mồi cực kỳ lợi hại nha. Wow, anh ta đang làm gì kìa, Mycasaurus. Còn đây là một anh bạn Gallimimus. Anh ta di chuyển rất nhanh, một loài khủng long đa điểu,
nhìn giống như là những chủ đại địa huyền đại vị. Ồ, nhìn xem ta kia. Wow, rất nhanh nhẹn. Những chú Gamalimus. Còn đây là Amaga sáu rệt nha. Một chú khủng long ăn cỏ nhìn khá là hầm hố gai góc luôn. Wow, Amaga sáu rệt. Cùng đi là một anh bạn khủng long bạo chúa T-Rex. Wow, T-Rex của chúng ta rất ngầu nha. Khủng long bạo chúa kẻ săn mồi hàng đầu trung kỳ Zura. Wow, T-Rex sang đối mặt với Godzilla. Wow, anh bạn Godzilla của chúng ta đang đối mặt với T-Rex rất lợi hại. Wow, bất phân thắng bại. Wow. Cái T-Rex của chúng ta kìa. Blue Raptor đối mặt với Velociraptor. Wow, Velociraptor Blue và Velociraptor, hai giống khủng long săn mồi hàng đầu luôn. Wow, Velociraptor trông giống có bộ lông vũ giống như là những chú chim vậy. Wow, còn đây là anh bạn Triceratops của chúng ta. Anh ta đang di chuyển kìa. Wow, màu sắc rất sặc sỡ. Khủng long tới giác bá sưng Triceratops rất thích ăn cỏ và sống theo bầy nha. Dùng sức hút của mình để tự vệ trước những mối nguy hiểm. Wow, như vậy là chuyến đi săn của anh bạn Dilophosaurus đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Wow, anh ta đã hẹn gặp cái đầu T-Rex khổng lồ rồi. Rất lợi hại.